Việt Nam có run sợ trước Trung Quốc hay không? Phải mất đến 2 tuần lễ cân nhắc đại cục đến chiều ngày 19 tháng 7 năm 2019, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mới chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao lên tiếng. Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam tại khu vực phía Nam Biển Đông. Lần mở miệng trên là một dịp quá hiếm muộn mà giới chóc bu Việt Nam dám gọi đích danh cái tên Trung Quốc thay cho não trạng suy sụp về tàu lạ và người lạ trong rất nhiều lần trước. Trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 xông thẳng vào vùng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông vào tháng 5 năm 2014, như một cái tát nảy đóm đóm vào mặt Bộ Chính trị Việt Nam, Hà Nội đã chỉ dám hé môi càm giảm đích danh cái tên Trung Quốc với độ trễ sau đó đến cả tháng trời. Còn trong hai lần tàu Trung Quốc vây bọc và gây sức ép tại Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, để buộc Repsol, một công ty Tây Ban Nha, là đối tác liên doanh khai thác dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, phải rút lui khỏi mỏ cá rồng đỏ, đã hầu như chẳng thấy người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vung tay về phương Bắc, dù chỉ ấp úng phản đối như một lối đọc vẹt chẳng cần tới sách vở. Vào thời điểm trên, cho dù muốn loan tải những thông tin trên kèm theo thái độ phẫn nộ, một số tờ báo nhà nước cũng bị Ban tuyên giáo Trung ương, cơ quan nổi tiếng với biệt danh Phòng Kim Cô, đã cấm cản. Chính thể độc đảng Việt Nam đã giấu biệt thông tin được coi là quá sức nhạy cảm này và như co rúm trong nỗi sợ hãi của lịch sử ngàn năm Bắc thuộc lẫn và hiện tại 16 chữ vàng. Vẫn chưa hết run sợ, sau vụ dương cờ trắng lần đầu ở bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn Hà Nội đã một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ Hải quân Hoa Kỳ tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam được giao nhiệm vụ sang Washington để thuyết phục Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hỗ trợ Hải quân Thế nhưng những gì mà Hải quân Mỹ đã tiếp cận ở Biển Đông vào tháng 3 năm 2018 vẫn không khiến cho giới chóc bu Việt Nam hết run sợ trước Trung năm hài. Ngay sau khi hàng không mẫu hạm USS Carvinson của Mỹ rút về nước và công ty Repsol của Tây Ban Nha cùng đối tác của nó ở Việt Nam một lần nữa thử khai thác dầu khí ở mỏ cá rồng đỏ. Nỗi nhục bãi tư chính lại nổ ra lần thứ hai và phủ đầy khắp bộ mặt chính thể Việt Nam, tháng 3 năm 2018, một lần nữa Repsol phải tháo chạy khỏi mỏ dầu khí này sau khi Trung Quốc lại ra tay dọa dẫm. Và đó là lần Repsol có vẻ một đi không trở lại, còn bản lĩnh Việt Nam chỉ thể hiện đến mức cúi đầu chấp nhận bồi thường cho Repsol hơn 200 triệu đô la chi phí ban đầu, có ước tính cho biết con số này còn cao hơn, có thể lên đến hơn 300 triệu đô la. Nhưng đã không thể, và trong thực tế là còn lâu mới dám hói hé trước sức ép ngày càng thô bạo của Trung Quốc trong suốt thời gian trên giới chóc bu việt nam còn bị hành hạ không ngớt bởi cái bóng của vương nghị ngoại trưởng trung quốc với gương mặt lạnh như tiền và lời đề nghị như thể chữ chỉ của họ vương về trung quốc và việt nam cùng hợp tác khai thác dầu khí trên biển nếu chấp nhận đề nghị này giới chóc bu việt nam đương nhiên phải mời kẻ cướp vào nhà mình và tự nguyện dâng hiến tài sản cho y chưa bao giờ bản lĩnh việt nam bị thách thức và đe dọa đến thế tiền nằm ngay trong túi mà không làm sao lấy ra được giờ đây kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi tư chính đang lặp lại khiến giới chóc bu việt nam mất ăn dòng khí ngay trên vùng lãnh hải của mình và càng bế tắc trong cơn ác mộng ngân sách trước những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như cơn sóng thần biển đông việt nam có cầu cứu mỹ một cách thực chất hiện tượng bộ ngoại giao mà đằng sau đó là bộ chính trị việt nam rốt cuộc đã phải dám và gọi đích danh trung quốc đã có hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam tại khu vực phía nam biển đông Trùng với những tin tức về việc tàu Hải Dương 8 và những tàu cảnh sát biển vẫn ung dung ngự trị ngay quần đảo Trường Sa lớn và vẫn tiếp tục thăm dò dầu khí như chốn không có chủ quyền, phát ra chỉ dấu Bắc Kinh không hề có ý định rút tàu Hải Dương 8 về nước mà còn có thể thi hành chiến thuật vần tàu với phía Việt Nam trong một thời gian nữa, tương tự cái cách mà Hải Dương 981 và nhiều tàu hải giám đã xung sát với tàu Việt Nam năm 2014. Cú vỗ mặt trên lại xảy ra ngay trong và sau chuyến đi thăm Trung Quốc của bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân như là một thông điệp không thể cởi mở hơn của Bắc Kinh về việc muốn biến Việt Nam thành chư hầu và biến giới quan lại Việt Nam thành một đám quần thần, thành ngựa xe mấy cỗ quân hầu vài tên. Rốt cuộc là những chuyên gia tâm lý chiến Bắc Kinh đã một lần nữa nắm thóp được tâm lý sợ hãi đến mức đái ra quần của giới chóc bu Việt Nam vụ Trung Quốc cho tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 xâm nhập vào khu vực Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2019 chỉ là bước thăm dò bản lĩnh Việt Nam thêm một lần nữa để nếu Hà Nội vẫn không có nổi một động tác ngả mạnh về phía Mỹ thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục những đòn gây hơn mới hơn và khó chịu hơn rất nhiều lần. Với hai mục tiêu song hành, vừa buộc Việt Nam phải chia đôi nguồn dầu khí khai thác được ở Bãi Tư Chính, vừa chặn lối chuyến đi Mỹ sắp tới của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Vậy vào lần này, khi bị đồng chí tốt hay còn gọi là bạn vàng và cũng là đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất hung hãn bắt nạt ở bãi tư chính, khu vực thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, giới chốc bu Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào? Liệu sẽ vẫn chịu nuốt nhục mà thực chất là hèn với giặc như nhiều lần trước hay sẽ tỏ ra can đảm hơn chạy sang Mỹ để cầu cứu hỗ trợ? Nhưng phải là hỗ trợ tác chiến chứ không còn là giao lưu hải quân như trước đây từ hạm đội Thái Bình Dương từ tháng 7 năm 2017 cầu cứu Mỹ đã trở thành một triết lý sống còn và cũng là logic không có thì chết của chính thể Việt Nam chính thể này trong khi khư khư ôm trọn quyền hành đã có đảng và nhà nước lo để không những không chấp nhận tinh thần yêu nước và biểu thị phản đối Trung Quốc của người dân Việt mà còn cho công an lao vào đoàn người biểu tình hệt như cảnh bầy chó dữ lao vào cắn xé những con mồi của chúng thì chỉ còn nhìn thấy ở Mỹ như một cứu cánh duy nhất trong khi cả Nga và hàng chục đối tác chiến lược toàn diện khác đều thản nhiên quay lưng trước cơn nguy khốn nguy cơ chiến tranh Việt-Trung. Thế nhưng, sự thể tồi tệ là não trạng đu dây chính trị vẫn bị nén chặt trong những cái đầu bí bách và bế tắc từ năm 2017 đến nay đã chẳng có những bước tiến đáng kể nào trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, trong khi vấn đề sự hiện diện của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ tại quân cảng Cam Ranh lẽ ra đã phải là ưu tiên số một Thái độ vặn vẹo gần đây của Donald Trump với Việt Nam cho thấy ông ta có vẻ không hài lòng với tiến trình hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ như rùa ấy. Trung Quốc điều thêm máy bay tiêm kích Su-35 ra Biển Đông nhằm thị uy Việt Nam. Tờ South China Morning Post loan tin vào ngày 22 tháng 7, cụ thể lữ đoàn không quân thuộc quân khu phía Nam vừa được tham gia vào cuộc diễn tập thử nghiệm tiêm kích Su-35 sau khi cải tiến mẫu do Nga chế tạo. Tin cho biết, Phi đội gồm 3 chiếc Su-35 cải tiến, diễn tập tấn công vào một mục tiêu trên biển kết hợp với chiến thuật thao tác và khai hỏa cùng với chiến dịch ban đêm. Thời điểm cụ thể cuộc diễn tập của phi đội Su-35 cải tiến vừa nêu của Trung Quốc tại Biển Đông không được nêu rõ. Tin tức về cuộc diễn tập của đội 3 chiếc tiêm kích Su-35 cải tiến được đưa vào khi tình hình căng thẳng do Trung Quốc gân lên tại khu vực Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được nói vẫn tiếp diễn. Những nguồn tin được phía Việt Nam xác nhận cho biết, từ ngày 3 tháng 7, Trung Quốc cho tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 đi vào khu vực Bãi Tư Chính. Việt Nam vào ngày 19 tháng 7 chính thức lên tiếng gọi tên tàu Trung Quốc vi phạm vùng biển của Việt Nam và yêu cầu các tàu đó rút đi. Sang ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo với lời mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động bị cho là đe dọa, bắt nạt các nước trong khu vực ở Biển Đông. Hoạt động của Trung Quốc cản trở phát triển gây bất ổn đến hòa bình, an ninh trong khu vực. Sang đến ngày 23 tháng 7, trong cuộc họp báo qua điện thoại, Tư lệnh Tuần Duyên Hoa Kỳ, Đô đốc Carl L. Schull, nói rõ đang hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, vì này đánh giá sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được tăng cường rất nhiều. Tư lệnh Tuần Duyên của Hoa Kỳ còn cho biết, gần đây có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên được Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton. Cụ thể vào năm 2017, tuần duyên Hoa Kỳ đã bàn giao cho cảnh sát biển Việt Nam tàu tuần tra USCGC Morgenthau thuộc lớp Hamilton. Tàu này được biên chế vào cảnh sát biển Việt Nam mang tên CBS 8020. Tâm thế nào cho Biển Đông? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói, quân đội Trung Quốc triệu tập là có, đến là có thể đánh và đánh là có thể thắng, để bảo vệ chủ quyền và các quyền liên quan ở Biển Đông. Thứ mà họ tập gọi là bảo vệ chủ quyền và các quyền liên quan ở Biển Đông chính là bảo vệ chính đoạn lưỡi bò, bịa đặt mà tổ tiên của họ sau bao lần xử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ còn chưa thể nghĩ ra. Quan sư tử Trung Quốc đã tỉnh giấc ngủ dài và làm mọi thứ để thỏa mãn cơn đói lẫn sự tham lam của nó theo cách thâm hiểm hơn và tàn nhẫn hơn. Liệu Trung Quốc có mạnh hơn không? Mạnh, kinh tế lẫn quân sự đều mạnh, nhưng họ có mạnh như thời vó ngựa Nguyên Mông đến đâu thì thành đổ, nhà tan, người chết. Không, mà quân Nguyên Mông đến Đại Việt lần nào rước nhục lần ấy. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Không ai mong chiến tranh đổ máu nhưng cũng phải có một tâm thế chủ động. Khi kẻ thù truyền kiếp cũng là hàng xóm, mua tàu ngầm kilo, mua Su-30KM, 2S-300, không phải để xâm lược ai mà để khi cần thì một thước núi, một tấc sông của tổ tiên cũng phải giữ nếu họ đánh, phải đòi nếu họ không trả. Nhưng một câu nói của người xưa còn vang lên cảnh tỉnh, mệnh trời là ở lòng dân của Ngô Sĩ Liên, muốn đối ngoại với kẻ xâm lược thì cần phải xem lại đối nội với nhân dân của chính quyền. Không thể nhìn lòng dân từ những cuộc biểu tình lớn từ năm 1997 đến nay, tôi không viết nhầm đâu từ 1997 chứ không phải 2007, thời điểm xảy ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên từ sau biên giới tháng 2 năm 1979. Đó là cuộc biểu tình của nông dân Thái Bình đêm 26, dạng sáng ngày 27 tháng 6 năm 1997 ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã xảy ra biểu tình bởi các khoản thu xây dựng hạ tầng quá cao nhiều ví dụ cụ thể trong một báo cáo gửi Thủ tướng phản ánh cống thoát nước do chính quyền xã xây đã quyết toán tới 21 triệu đồng, nhưng khi dân đập đi xây lại thì chỉ mất 7,5 triệu đồng. Đường sắt Cát Linh Hà Đông hiện nay cũng là một dạng đội vốn như vậy và ở mức độ kinh khủng hơn nhiều, nghĩa là sau hơn 20 năm, giặc nội sâm tham nhũng vẫn không ngừng gặm nhấm quốc gia. Cuộc biểu tình giữa tháng 4 năm 2015 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phản ánh một sự thật là dân không thể sống nổi vì ô nhiễm không được kiểm soát và lạ lùng thay cả đường sắt cát linh hà đông nhà thầu lẫn nhiệt điện vĩnh tân công nghệ đều có bóng dáng của trung quốc rồi cuộc biểu tình trên mạng chống bô xít cuộc xuống đường phản đối đặc khu cũng cho thấy nhân dân muốn bày tỏ điều gì